Thì đây mình quay clip về toàn bộ sản phẩm bên trái cây thơm mùa lắc và những hàng Nhật, Mỹ, Á, Úc, Âu. Thì vấn đề hôm nay mình nói với bà con là cái sản phẩm đó là chặn đọt, có nghĩa là bên mình sẽ cung cấp một loại sản phẩm là chuyên dùng cho để chặn đọt các loại cây trồng như là bưởi, cam, quýt, xoài, ổi, rồi các cái trồng khác như là sầu riêng, bơ. Thì cái sản phẩm mà chặn đọt thì hầu như tất cả bà con chúng ta đều thắc mắc tại sao nguyên nhân mà cái cây trồng của ta nó rụng trái và nó phát đọt non nhiều, thì cần có những cái thuốc gì mà để nó chặn được cái đọt non. Thì đây là toàn bộ sản phẩm mình quay bà con xem về cái nhu cầu thuốc về cái chặn đọt non trên cây trồng không phát đọt, đặc biệt đối với cây trồng mà bên trái cây, trên cây có múi thì rất hiệu quả, nói chung là hiệu quả tất cả các loại cây trồng khi nó phát đọt non, ở như cây bưởi, cam, quýt, xoài á, vải, và đặc biệt là trên cây bơ búc và cây sầu riêng. Thì đó là những cây trồng mà tất cả bà con nông dân ở tỉnh Tây Nguyên nói chung và toàn tỉnh khác như là Đông Nam Bộ chúng ta, có thể là những vùng miền Bắc, miền Nam, miền Trung, thì hầu như chúng ta đều trồng trái cây tất cả các nơi. Thì một lần nữa mình quay clip này thì bà con nào có nhu cầu mua thuốc chặn đọt thì bà con có thể liên hệ số điện thoại ở dưới, thì bên mình có thể cung cấp một số dòng thuốc về chặn đọt bên cây trồng. Thì bà con cứ theo dõi bên trái cây thơm mùa lắc, luôn luôn quay những video hay về nông nghiệp thực tế để con mình xem ta xem và có thể học hỏi được một số kinh nghiệm. Xin cảm ơn bà con ạ.